Lâm kính chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tây Ninh Du Ký. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình qua từng số phát sóng để cùng khám phá, tìm hiểu về các điểm đến, văn hóa, ẩm thực rất đa dạng của Tây Ninh. Và chương trình Tây Ninh Du Ký được phát sóng vào lúc 7 giờ thứ Bảy hàng tuần trên sóng truyền hình TTV11, website tayninhtv.vn, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV và đặc biệt là hãy truy cập vào YouTube truyền hình Tây Ninh Giải Trí để xem lại chương trình bất cứ khi nào quý vị nha. Quý khán giả thân mến, đến Tây Ninh chúng ta sẽ đi đâu và làm gì? Từng số phát sóng của chương trình Tây Ninh Du Ký sẽ cùng quý vị tìm đáp án cho câu trả lời này, quý vị nhé. Tiếp tục hành trình này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Mạnh Tiến và cô bạn Phương Uyên để xem họ sẽ đi đâu trong tập phát sóng này, quý vị nhé. Quý vị thân mến, trong các số phát sóng kỳ trước thì chương trình có nhận được câu hỏi của quý vị khán giả, đó là khi đến Tây Ninh vào buổi tối sẽ đi đâu và làm gì? Và để giải đáp những thắc mắc đó thì bây giờ quý vị hãy cùng với Phương Uyên và Mạnh Tiến, chúng ta sẽ cùng khám phá xem Tây Ninh vào buổi tối thì sẽ có gì chơi quý vị nhé. Và phía sau lưng của Phương Uyên và Mạnh Tiến đây là vòng xoay trung tâm của thành phố Tây Ninh. Và quý vị thân mến, như quý vị cũng thấy, phía bên trên đó là biểu tượng của núi Bà Đen và phía bên dưới đó là biểu tượng của Hồ Dầu Tiếng. Và núi Bà Đen cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn khi mà đến với Tây Ninh. Và bây giờ quý vị hãy cùng với Phương Uyên và Mạnh Tiến đến với một địa điểm mà có rất nhiều các bạn trẻ đến đây vào buổi tối để có thể là thỏa niềm đam mê ca hát của mình. Và bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Phương Uyên có nghe loáng thoáng ở đâu đó nghe tiếng các bạn trẻ đang hát không? Phương Uyên càng tới gần thì Phương Uyên càng nghe rõ nha. Nghe thôi thì cái máu văn nghệ của Mạnh Tiến đã nổi lên rồi. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu bài hát thôi. Ở ngồi đâu? Để tình anh say mê sân hoa mộng, trái tim em vẫn để lạnh lùng. Hơi ơi trái tim mùa đông, từng cơn mưa hắn đưa về quê sông mưa. Lắm khi mưa làm buồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn nằm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan. Và một tràng vỗ tay thật to cho vị khách mời đầu tiên của chúng ta trong đêm nhạc buổi tối hôm nay được không ạ? Và xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em ơi, anh muốn giao lưu bài hát á, em có thể đăng ký. Dạ, em hỏi là anh tên gì ạ? Anh Tiến và Uyên. Mạnh Tiến, Phương Uyên. Dạ, anh Tiến và chị Phương Uyên. Để đối với chương trình cũng xin lỗi mọi người rất thích. Anh chưa thương em đến vậy đâu, mong mọi người cùng lắng nghe. Vào mỗi tối từ thứ hai cho đến chủ nhật hàng tuần á, thì sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ này vào lúc từ 7 giờ 19 giờ 30 cho đến là 21 giờ 30 phút á, Phương Uyên. Đây là cái chương trình ca nhạc của mình là diễn ra nguyên một tuần luôn. Đúng rồi, suốt tuần luôn, cho nên là du khách nào mà khi đến Tây Ninh mình vào ban đêm thì có thể là đến đây để thể hiện chất giọng của mình. Bài nào chưa? Cũng có bài là biết trong chỗ anh được. Chắc là có, chắc là mình hát cái một bài nào đó ha. Dạ, bài có không giữ mất được tiền ha. Của ca sĩ Trúc Nhân đúng không?
Và xin được cảm ơn anh Mạnh Tuyến và bạn Phương Nguyên rất là nhiều. Và chắc có lẽ là mời anh chị ở đây chúng ta kết nối và trò chuyện với nhau một tí xíu nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một cái duyên và cũng có một cái cơ hội được gặp gỡ với tất cả các anh chị và các bạn đến từ đài Truyền hình Thanh Niên. Và chắc có lẽ là để cho mọi người có thể kết nối và làm quen với tất cả các vị khách, thì chắc có lẽ là mời hai bạn sẽ cùng giới thiệu đôi nét về mình đến với tất cả mọi người nhé. Chắc có lẽ là xin được kết nối với anh Mạnh Tuyến trước ạ. Vâng, xin giới thiệu đến tất cả mọi người, mình tên là Mạnh Tiến, mình hiện đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh ạ. Và xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Uyên, hiện cũng đang công tác ở Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh ạ. Thì là một bạn trẻ cũng đam mê ca hát, thì Phương Uyên và anh Mạnh Tiến cũng đã biết cái chương trình giao lưu âm nhạc của mình từ rất là lâu rồi. Và lâu lâu vào cuối tuần hay là vào những ngày nghỉ thì Phương Uyên và anh Mạnh Tiến cũng hay ra đây để mà có thể thỏa niềm đam mê ca hát của mình. Người ta nói mà hát hay không có bằng hay hát, cho nên là rất là tự tin đứng trên sân khấu. Và xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của Phương Uyên, một tràng vỗ tay thật to cho Phương Uyên được không ạ? Và một cái thông tin mà Hoàng Trung cũng vừa mới được kết nối, đó là chúng ta đang thực hiện cho cái chương trình Tây Ninh Du Ký, đúng không ạ? Đây là một cái chương trình trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất là thú vị. Và hy vọng rằng là trong cái tập phát sóng của chương trình Tây Ninh Du Ký, mọi người có thể là đón xem với những điều hấp dẫn và những điều tuyệt vời cùng với Mạnh Tiến cũng như là Phương Uyên. Và một lần nữa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho anh Mạnh Tiến cũng như là Phương Uyên sẽ luôn thành công trong công việc của mình, và chúc cho chương trình Tây Ninh Du Ký của mình sẽ được thành công và tiếp cận với tất cả mọi người nhiều hơn nhé. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Trung cũng như các khán giả đã ngồi nghe các chương trình giao lưu âm nhạc hồi nãy giờ. Và các quý khán giả cũng đừng quên theo dõi chương trình Tây Ninh Du Ký của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh TTV11 quý vị nha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và xin được cảm ơn hai bạn. Và tất cả các chị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nghe một cái ca khúc. Và không biết vừa rồi thì quý vị nghe được giọng hát của Phương Uyên và Mạnh Tiến, thì không biết quý vị cảm thấy như thế nào. Và đây chính là một chương trình đầu tiên trong cái hành trình khám phá buổi tối của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ quý vị hãy cùng với Phương Uyên và Mạnh Tiến sẽ cùng đi tới để đến với nhau trong tập tiếp theo nhé. Dạ, quý khán giả ơi, quý vị cảm nhận như thế nào về Tây Ninh vào buổi tối ạ? Với điểm dừng chân này thì nơi chúng ta có thể thỏa niềm đam mê ca hát và giao lưu cùng tất cả mọi người, cũng rất thích hợp để tán gẫu cùng bạn bè, người thân cho những lần gặp mặt. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, Tây Ninh về đêm còn gì nhỉ? Với hàng quán giúp quý vị no bụng tại khu vực chợ đêm ngay bên cạnh rạch Tây Ninh, thì địa điểm tiếp sau đây mà Mạnh Tiến và Phương Uyên đang đến chính là gợi ý cho những ai yêu thích các món chè. Quán chè này cũng khá nổi tiếng với người dân địa phương và cả quý du khách. Để xem ở đây có gì mà lại nổi tiếng như thế, Minh Lam mời quý vị cùng gặp lại Mạnh Tiến và Phương Uyên ngay sau đây. Thì không biết là địa điểm tiếp theo mà Mạnh Tiến muốn đưa Phương Uyên và quý khán giả tới là ở đâu? Và đến với Tây Ninh thì vào buổi tối thì chắc chắn một địa điểm không thể bỏ qua, đó chính là phố Gia Long, hay là còn gọi là khu ăn uống về đêm đó Phương Uyên. Vậy thì không biết ở phố Gia Long mình có món đặc sản nào ha? Đến với phố Gia Long vào buổi tối thì một địa điểm cũng rất là đặc biệt mà thu hút rất là nhiều bạn trẻ, một cái quán bán đồ ngọt, thì không biết là Uyên có đón được là món gì không? Ngọt hả? Ừ. Để Uyên đón ơi. Nếu ngọt thì chắc chè đúng không? Chính xác luôn. Và một cái quán cũng có thâm niên bán chè lâu năm, đó chính là quán chè Bà Trinh. Chắc chắn một tí xíu nữa thôi thì Mạnh Tiến cũng sẽ giới thiệu đến Phương Uyên về những cái món chè ở đó. Vâng, và chúng ta đang di chuyển ngang qua công viên vườn hoa Thắng Lợi đó Phương Uyên. Và ở đây thì chúng ta, nếu mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ đi về hướng cầu Quan. Ở đây vào ban đêm thì cũng có một vài quán nước nho nhỏ để cho các bạn ngồi ngắm cảnh thành phố Tây Ninh về đêm nè, ngắm cảnh cầu Quan nè. Ở đây thì cầu Quan ban đêm thì sẽ được trang trí rất là nhiều màu sắc luôn á. Đến đây thì có rất là nhiều loại chè để cho mình lựa chọn luôn á Phương. Chè gọi là đủ màu sắc luôn anh Mạnh Tiến ơi. Thì không biết là mỗi lần tới đây thì anh Mạnh Tiến sẽ gọi món chè nào ha? Anh thì anh hay ăn chè đậu thập cẩm á. Chè đậu thập cẩm hả? Nghe cũng hấp dẫn. Mà ở đây có rất là nhiều loại chè khá là bắt mắt luôn ha Phương. Dạ.
90, 101. Quý vị có thể thấy là chị bán rất là lẹ tay, coi như là tay chân là thăng thoát, không để khách hàng của mình chờ đợi. Ở đây mình thì mình có thể ước tính được bao nhiêu loại chè không chị? Khoảng 24 loại chè. 24 loại chè. Yeah. Những cái món nào thì mình bán đắt nhất hả chị? Chè lạnh. Chè lạnh thập cẩm. Món chè lạnh thập cẩm. Đúng món anh thích luôn Phương Nguyên. Chắc là bây giờ là anh với Phương Nguyên sẽ chọn cái loại chè mình thích nha. Dạ. Chè mình thích ha. Phương muốn ăn món gì? Em sẽ chọn một ly chè Thái. Ừ. Và anh chắc sẽ chọn một ly chè đậu thập cẩm. Dạ. Chê một ly chè Thái và một ly chè đậu thập cẩm nha chị. Dạ, dạ, ăn ở đây. Không biết là mình ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị ha? 12 giờ trưa là chị bán rồi đó. 12 giờ trưa là chị bán. Có thể là gần 12 giờ đêm. À, bán hết có thể gần 12 giờ đêm. Là khoảng từ 12 giờ trưa cho tới 12 giờ đêm. Dạ. Vậy là đi vào khung giờ nào thì quý vị cũng có thể thưởng thức những món chè rất là thơm ngon ở đây. Chè ngon lắm ơi. Dạ, bây giờ thì mình di chuyển ra bàn là tiếng ha. Đi. Dạ, ngồi đây ha. Để lấy ghế cho. Phương Uyên có thể thấy là cái ly chè của mình rất là nhiều màu sắc, rất là bắt mắt. Khá là nhiều topping luôn. Dạ, hấp đúng rồi. Quá ha. Dạ. Đối với ly của mình Tiến thì mình Tiến có thấy là nó có thể chia làm 3 tầng, 3 màu. Mình dạ, có thể gọi rồi. Là chè 3 màu luôn á, Phương Uyên. Dạ. Ở đây là rất nhiều loại đậu luôn. Vậy thì không biết là bao nhiêu tiền một ly như vậy ha Mạnh Tiến? Cái này thì chắc là bây giờ hai anh em mình đoán thử đi. Nếu như mà ai đoán sai thì sẽ phải trả tiền cái trò này. Dạ được, chấp nhận. Em ha, em đoán ly này nhiều shopping như vậy, nhiều màu như vậy thì chắc phải 35.000. Anh đoán ly chè của anh là tầm khoảng 25.000 thôi. Nhưng mà trước khi biết đáp án thì chắc là hai anh em mình ăn thử đi ha. Dạ. Ừ. Cảm nhận thử coi. Mời em. Dạ. Chỉ nghe cái mùi thôi là đủ là hấp dẫn rồi á Phương Nghiên. Hèn chi mà quán ở đây rất là đông người dân của mình á. Cái mùi đặc trưng của nước cốt dừa nè. Dạ. Nó thơm thơm rồi mùi của đậu nữa. Sầu riêng rất là béo mình Tiến ơi. Như thế nào? Béo. Để mình Tiến thử chè của mình Tiến thay nha. Rất là nhiều topping này mình Tiến ơi. Cái đậu nó bùi bùi, thơm thơm, cộng thêm một cái mùi béo béo, cái vị béo béo và cái mùi thơm của nước cốt dừa nữa. Dạ. Nó tạo thành một cái hương vị rất là đặc biệt luôn, rất là ngon. Chắc cái này phải ăn 2-3 ly mới đủ. Anh Mạnh Tiến thấy không, không chỉ là các bạn trẻ thôi đâu mà các cô chú nè, rồi có cả gia đình cũng dành cho nhau thời gian ngồi để mà thưởng thức ly chè cùng nhau. Em cảm thấy như vậy rất là vui và gần gũi, gắn kết. Và mỗi tối khi mà đến với thành phố Tây Ninh thì nếu như mà chúng ta không biết đi đâu thì một cái địa điểm ăn vặt cũng khá là thú vị, đó là món chè ở quán chè của bà Trình. Dạ. Khá là nổi tiếng ở Tây Ninh nè. Dạ. Thì bây giờ thì anh sẽ kêu thanh toán để chúng mình biết rồi là hai ly chè này sẽ bao nhiêu tiền. Dạ. Em ơi, cho thanh toán tiền. 45 à. 45, cho anh hỏi là ly chè Thái bao nhiêu tiền? 25 à. Còn ly chè đậu là 20. Vậy là hai anh em mình cũng không ai đoán đúng. Đúng rồi. Nhưng mà chắc cái chậu hôm nay chắc để anh khao Phương Nguyên ha. Dạ. Như vậy là chỉ với 25.000 và 20.000 thôi thì chúng ta sẽ có hai ly chè rất là đặc biệt với khá là nhiều topping luôn. Dạ đúng rồi. Ăn một ly chè này á, với sức của con gái như em là em cảm thấy khá là no luôn. Còn với anh ly chè này chưa đủ. Chắc là lần sau chúng ta sẽ đi ăn và thưởng thức thêm nhiều loại chè khác nữa Phương Nguyên. Dạ. Ha.
Quý khán giả thân mến, dạo một vòng thành phố Tây Ninh về đêm để cảm nhận được không khí thoáng đãng, sự chuyển mình từng chút một của thành phố hiện đại, năng động. Dù buổi sáng hay buổi tối nơi đây vẫn nhộn nhịp là điểm đến dạo quanh của người dân và du khách. Và còn nhiều nữa các gợi ý dành cho quý vị để trả lời cho câu hỏi đến Tây Ninh buổi tối sẽ đi đâu và làm gì. Đừng quên đón theo dõi các số phát sóng tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Tây Ninh Du Ký cũng đã hết. Minh Lam thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi và đồng hành trong từng số phát sóng của Tây Ninh Du Ký. Đừng quên theo dõi chương trình vào lúc 7 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng truyền hình TTV11, website Tây Ninh TV, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV. Và đặc biệt, nếu đến Tây Ninh quý vị chưa biết đi đâu và làm gì, hãy truy cập ngay vào YouTube truyền hình Tây Ninh Giải Trí. Hy vọng rằng Tây Ninh Du Ký sẽ là bản đồ du lịch gợi ý điểm đến cho quý vị. Còn bây giờ, Minh Lam xin kính chào và hẹn gặp lại.